Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bardo Official. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị, các bạn về cái cách mà mình photo nhân 4 cho một tờ A4 giấy chứng minh nhân dân. Thì đối với cách này mình thường hay sử dụng vào khi những với số lượng mà photo chứng minh nhân dân với số lượng nhiều, ví dụ như là 20, 30, 40 cái chứng minh nhân dân, thì mình có thể mình áp dụng vào để mình photo. Tuy nhiên ở đây có một lưu ý là khi các bạn biết là khi mà số lượng cái lượng khách của mình, và đối với cái thời điểm đó là số lượng khách nó không có nhiều hoặc là khách nó không có gấp lắm, thì mình có thể áp dụng phương thức này. Còn nếu mà gấp lắm thì các bạn nên sử dụng cái khay bát, hoặc là tận dụng cái giấy mà đã cắt rồi, sử dụng lại khay bát để phô khay bát, thì các bạn có thể tận dụng cái khay đó để chúng ta phô thì nhanh hơn. Hoặc là các bạn sử dụng khay một, chúng ta sử dụng khay một, chúng ta cũng chụp hai mặt giống như là chụp hai mặt bình thường, sau đó chúng ta cắt và chúng ta giao cho khách hàng. Còn những cái phần thừa đó, các ta có thể là cắt tỉ lại, chúng ta bỏ vào trong khay bát chúng ta sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn. Còn đối với cách mình ở đây, mình đang chỉ cho các bạn ngày hôm nay, đó là cái cách là chúng ta phô số lượng nhiều và cái khách hàng nó không có gấp quá thì chúng ta phô. Để chúng ta cũng sử dụng ít giấy lại ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên màn hình thực tế cho các bạn. Trước tiên thì các bạn biết là khi mà phô chứng minh nó có hai dạng. Một dạng là phô một mặt ha, phô hai mặt trên cùng một tờ giấy. Tức là khi mà khách hàng vô nói với mình là phô hai mặt trên cùng tờ giấy, tức là các bạn sẽ hiểu nôm na thế này. Tức là đây là cái tờ giấy, thì đây là mặt thứ nhất, đây là mặt trước và mặt sau, thì đây là mặt một và mặt hai nè. Tức là nó nằm ở trên một cái mặt giấy, gọi là hai mặt trên một tờ giấy A4. Đây thì mình nhân 4 lên, thì mình nhân 4 lên một mặt thì mình có nè 1, 2, 3, 4, và trên một mặt, mặt trước, mặt sau, mặt trước, mặt sau, hai mặt trước, mặt sau. Thì khi chúng ta cắt là chúng ta cắt thẳng như nè. Thì có nhiều trường hợp khách hàng sẽ cần với cái tình huống như thế này, thì chúng ta sẽ cũng biết cách chúng ta phô. Còn hai là khi đó khách hàng cần với tình trạng là hai mặt mà nhân 4, đây là hai mặt, các bạn sẽ thấy đây là mặt một, đây là mặt trước và đây là mặt sau, thì đây là trống nè, đúng không, đây là trống, thì mặt trước mặt sau thì chúng ta gấp lại như vậy, các bạn sẽ hình dung ra được đây là nhân 4 lên và hai mặt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta phô hai mặt như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào màn hình nha. Rồi, ở đây là cái màn hình của cái máy Savin 4075. Thì những cái dòng này là dòng Rico, nó cũng thuộc những cái dòng tương tự như là 1075, 1060, 2060, 2075, hoặc là những cái dòng Rico mà có những cái màn hình mà các bạn nhìn theo có tương tự như vậy, thì nó cũng có thể là mình thực hiện thao tác như thế này. Thì để thực hiện thao tác, các bạn vào trong trước khi mà chỉnh á, thì các bạn vào trong cái phần này, Double Bonsai Series nè. Thì đây các bạn sẽ thấy cái phần original của nó. Đây phần original nó thì nó có hai dạng nha. Một dạng là một size ha, một dạng là cái size thứ nhất qua cái size thứ nhất, và một dạng là cái size thứ hai qua size thứ hai, hoặc một size thứ hai qua size thứ nhất. Đây. Các bạn thấy nè nha. Mình trở lại. Thì đây các bạn sẽ thấy là một size qua hai size, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có nhân đôi, nhân 4 và nhân 8. Nhân 2, nhân 4 và nhân 8. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn là cái cách photo hai mặt trước sau của giấy chứng minh trên một mặt giấy A4. Thì mình sẽ chọn vào trong đây nè, chọn 8 original nha. Mình chọn vào 8 nè, các bạn bấm ok cho mình. Rồi sau đó các bạn bấm tiếp ok. Rồi ở ngoài màn hình này các bạn bấm full size và các bạn chọn chỉnh đậm mực tùy theo số lượng. Rồi sau khi các bạn chọn ấy xong ha, các bạn chọn lệnh xong, thì các bạn sẽ hiểu hình dung như mình thế này nè. Tức là nếu với giới khách hàng mà kêu tới mình á, mà đặt hai mặt giấy chứng minh trên một tờ giấy A4, thì mình hiểu nè, đây là mặt trước nè và đây là mặt sau ha. Đây mặt sau, bây giờ mình nhân 4 lên. Thì cách nhân 4 các bạn sẽ thấy như thế này nè. Mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4 ha. Mặt 1 là tương đương số 1, là số 3, số 5 và số 7. Mặt 2 là tương đương số 2, số 4, số 6 và số 8, cũng giống như trong màn hình ha. Thì bây giờ mình sẽ đặt như thế này. Các bạn thấy nè, đây là mặt 1. Đây là mặt 1 có biểu tượng của YouTube nha. Đây là cái mặt 1. Đây là mặt 2 thì nó không có gì hết ha. Bây giờ mình sẽ đặt mặt 1 vào. Mình đặt ở góc, cái chỗ góc các bạn đặt ở góc sau, thì những cái sau các bạn sẽ đặt ở vậy, sau đó các bạn bấm Start một lần. Rồi sau đó mặt 2
thì các bạn để mặt hai qua ha, các bạn nhớ nha, đó mặt hai rồi mặt ba trở về lại là mặt trước của giấy chứng minh, mặt ba hai. Rồi mặt 4 trở về lại mặt sau của giấy chứng minh, cũng để các bạn cũng đặt ở một cái góc như vậy ha, góc sau đó. Tới phiên mặt 5 thì các bạn sẽ thấy trên màn hình là nó sẽ nhảy số nó tới số 5 rồi tới số 6 số 6 là mặt 2, mặt 2 của giấy chứng minh. Các bạn cứ nhớ là cái số lẻ là mặt trước và số chẵn là mặt sau. Rồi khi đó các bạn cứ lật như thế này. Rồi tiếp đến là mặt cuối cùng nè. Mặt cuối cùng thì các bạn để ý nè, ở trên cái màn hình này đây, bây giờ đang 8 đúng không, bây giờ mình bấm cái nữa là nó sẽ ra 8 rồi, bây giờ nó đang 7, bấm 8 và máy sẽ nó sẽ chạy ra nè. Đây. Đây máy sẽ chạy ra và đây là cái kết quả là mình phô nè. Đây các bạn sẽ thấy đây là kết quả của mình phô, các bạn thấy không, mặt 1 có YouTube, mặt 2 không có đúng không, mặt 1 2 nè, mặt 1 mặt 2 mặt 1 mặt 2 mặt 1 mặt 2, tức là trên đây là mình nhận được 4 lần rồi nè, 4 lần thì chỉ đó mình sẽ giờ chỉ cắt ngang vậy mình giao cho khách hàng. Thì đây với cái điều kiện là khách hàng yêu cầu mình phô mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân trên một mặt của A4, thì những cái đối tượng mà mình áp dụng vào trong cái này là thường thường là những cái học sinh đó. Học sinh mà đang mà đi làm cấp 2 á, đang thi chuẩn bị thi cấp 2 thì họ hay là sử dụng cái hình thức này mà mình chỉ chụp như thế này. Rồi đối với cách thứ hai thì các bạn cũng vào trong vậy, domain question ha. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vào chúng, ở đây nó có, chúng ta sẽ chọn tới hai được hai dạng, một dạng là ở đây các bạn thấy một cái sai không? Một sai. Dù có bị sai đúng không? Các bạn chọn nhân 4 thì các bạn chọn thành 16, tại vì ở phía 4 á, 4 phía trước nó thành 18 và mặt 2 thành 16, các bạn sẽ chọn vào đây. À, các bạn bấm ok. Bấm ok nha. Ok, các bạn chọn phông sai. Thì khi các bạn chụp các bạn lưu ý nè, khi bạn chụp thì các bạn nhấn một cái thì nó đây nó hiện số một cái ha, ví dụ đây 1 thì đây số 1, các bạn nhấn số 2 thì đây số 2, thì nhấn số 3 thì nó là số 3, nhấn số 4 là nó là số 4 ha. Tuy nhiên khi mà các bạn chọn ở cái hai size này, khi các bạn mà chọn trúng cái hai size này ha, các bạn cũng bấm ok thì cái hình thức chụp nó cũng vậy, nhưng mà khi mà các bạn bấm size thứ nhất thì lần đầu tiên nó sẽ hiện số 1. Tuy nhiên khi mà các bạn bấm lần thứ hai thì nó không nhớ mà nó vẫn là số 1, tức là nó vẫn nhớ cái bộ của nó là 1 1, rồi sau khi các bạn nhắm tiếp cái là nó thành 2 và 2 ha. Tức là cái nào chụp cũng được, nhưng mà các bạn sẽ thấy là đối với cách 1, theo cách 1 thì mình sẽ nghĩ là dễ hơn cho tất cả các bạn, tại vì mình sẽ chụp, mình sẽ nhớ là theo số chẵn và số lẻ ha, do đó là mình hai cái đều chụp như nhau hết, nhưng mà mình sẽ chọn một cái chọn ở size 1 thôi, size 1 cho các bạn dễ hiểu nha. Ở đồ mình chọn đây là một size, mình chọn có bên size nè, chọn có bên size nha, chọn 16 các bạn bấm ok, bạn bấm ok. Rồi sau đó là đây là cái phần sẽ test máy. Rồi hồi nãy mình có nói là chụp là nó hiện số đúng không, thì các bạn sẽ thấy đây nè, mình mô phỏng các bạn thấy ở đây khi mà một cái giấy chứng minh mà nhân 4 á, thì khi mình gấp á, thì đây là mặt thứ nhất, đây là mặt thứ nhất và đây là mặt thứ hai thì nó mới thuận chiều đúng không, chứ không thể nào mà ai chụp cái mặt số 2 xong đây là mặt thứ nhất được ha, lật ra nó không thuận chiều nha. Do đó là khi đó đây là cái mặt đầu tiên của giấy chứng minh, thì các bạn nhớ nè, các bạn là hình dung là thành 16, thành 16 là 8, một trang vậy là 8, thì ở đây là dãy 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 và 8. Thì đối với cái mặt đầu tiên của giấy chứng minh thì mình sẽ chụp, mình sẽ để cái giấy chứng minh mặt 1 ở vào trong ở vị trí mà khi ở vị trí số lẻ. À xin lỗi, ở vị trí số chẵn nha. Vị trí số chẵn. Còn đối với mặt 2, bắt đầu từ lúc mà các bạn nhấn vào lần thứ 9 ha, các bạn chọn vào lần thứ 9 thì các bạn sẽ chọn vào từ mặt lẻ trước.
và sau đó chọn số sao. Bây giờ mình sẽ chụp cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ cách đặt. Thứ nhất là các bạn thấy là hồi nãy như mình có demo cho các bạn thấy đúng không? Tức là mình sẽ bỏ ở cái phần số lẻ. Cái phần số lẻ thì như thế này. Đây. Trước khi chụp thì các bạn phải nhìn vào hình nè. Đây là số lẻ nè. À, ví dụ đây lần đầu tiên là số 1 là mình bỏ nè. Số 1 lần đầu tiên là mình bỏ, mình không chụp. Tức là mình không có đặt, cái chứng minh vô, nhưng mà mình bấm cho nó chạy một cái. Rồi. Số 2 là mình đặt như thế này. Là mình đặt mặt 1 của giấy chứng minh vô. Đấy. Nha. Số 3 mình bỏ. Số 3 mình úp xuống. Mình bấm. Rồi, số 4 mình đặt mặt 1 của giấy chứng minh vô. Cũng đặt một góc thôi nha, không có đặt xuyên dịch. Rồi. Số 5 bỏ. Số 6 chúng ta đưa vô. Rồi, số 7 bỏ. Rồi, số 8 đưa vô. Rồi, thì số 8 đưa vô đi qua đây là bắt đầu tới phần số 9. Ha, bắt đầu qua đây là tới phần số 9 là chụp ở số lẻ trước. Đây là mặt 2 của giấy chứng minh, mặt 2 giấy chứng minh thì đặt vào đây. Số 9. Rồi, số 9 chụp. Ha. Số 10 là mình bỏ. Ha. 11 lấy. 11 bỏ vô chụp. Rồi, 12 bỏ. 13. À, 13 chụp. Rồi, 14 bỏ. Rồi, 15 chụp. Rồi, 16 bỏ và kết thúc. Ha, thì khi kết thúc á thì các bạn sẽ thấy là máy nó sẽ tự động nó chạy ra nha. Máy tự động nó chạy ra là giống như nó chạy ra hết, nó đã hết một cái chu kỳ lệnh của nó rồi thì máy sẽ chạy ra như thế này. Đây các bạn sẽ thấy máy sẽ chạy ra. Và đây là cái mặt đầu tiên, đúng không? Mặt đầu tiên nè. Mặt thứ hai nằm sau đây, và chúng ta sẽ gấp đôi lại như thế này là chúng ta sẽ có được là 4 con, và chúng ta sẽ cắt đúng không? bốn con mặt trước mặt sau, thì phần này nó sẽ trống rồi nè. Khi chúng ta cắt thì nó sẽ giống như một cái chứng minh mình phô bình thường vậy, nhưng mà đây là cái mình nhân 4 lên cho một tờ A4 hai mặt, à mặt trước mặt sau lên là nhân 4. Đó là toàn bộ quá trình các cái thao tác để mình chụp giấy chứng minh hai mặt, mặt trước mặt sau cho một tờ giấy A4, và một mặt trước và mặt sau hai mặt trên một tờ giấy A4 nhân 4 con. Thì đó là cái cách chụp mà mình khuyên các bạn là khi mà mình chụp cách này á, thì với khách hàng yêu cầu chụp với số lượng nhiều thì mình nên áp dụng chụp cách này, thì cho nó sẽ bớt tiết kiệm giấy cho mình hơn. Tuy nhiên mình cũng khuyên các bạn, nếu mà với số lượng khách hàng đang đông, khách hàng đang phô vô đông, nhưng mà ví dụ như khách hàng đầu tiên ta kêu phô 20 cái chứng minh mà còn 2-3 khách lẻ sao, thì mình sẽ áp dụng cái phương thức đó là chụp giống như là chụp hai mặt vậy ha. Chúng ta chụp ở trên khay 1, chúng ta không sử dụng nhân 4 nào, mà chúng ta chụp một con thôi, một con hai mặt như thế này, rồi sau đó chúng ta cắt chúng ta cắt cái phần này 20 con như thế là thành chạy ra thành 20 tờ. Thì chúng ta sẽ cắt xong rồi sau đó chúng ta những cái phần thừa này, giấy thừa này chúng ta sẽ bỏ vào trong khay bát, chúng ta sẽ chạy lại. Thì đó là cái cách, một trong những cách để xử lý nhanh thôi, xử lý cho nhanh cho khách hàng. Chứ còn cái cách này thì mình cũng ít sử dụng lắm, mình rất là ít sử dụng, tại vì cái thức là cái thao tác nó quá rườm rà. Tại vì có một vài bạn hỏi về cái cách chụp như thế này, nên hôm nay mình mới làm cái video này, mình chia sẻ cho những cái cách mà mình sẽ chụp 4 bộ thế, mà nhân 4 cho một tờ từ thế này. Rồi, video của mình, chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy có nhiều điều thú vị thì các bạn hãy like video để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Và các bạn nếu cảm thấy video có hữu ích cho cộng đồng thì các bạn hãy share để cho các bạn mới vào nghề có thể hiểu được cái cách chụp nhân 4 cho tờ giấy A4 là như thế nào. Và nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh
để ủng hộ tinh thần cho kênh Bardo Official và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình đăng những video mới lên, chia sẻ những kinh nghiệm về lĩnh vực photo và in ấn thì các bạn có thể theo dõi được, có thể nhận được thông báo và theo dõi những video tiếp theo của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và đắt khách. Bye bye.